Chào các em học sinh lớp 2, mời các em dở sách giáo khoa trang 39. Chúng ta đang học Unit 5, bài 5. Hôm nay chúng ta chuyển sang Lesson 4, Numbers, tiết học 4, học về các số. Phần 1, nghe, chỉ vào hình và lặp lại, viết. Mời các em nhìn vào số 19. Người ta viết ở dạng số. Bên cạnh số 19 thì người ta vẽ 19 cây dừa. Còn ở phía dưới thì người ta viết số 19 ở dạng chữ. Số 19 trong tiếng Anh chúng ta đọc là 19. Mời các em đọc lại. 19. Mời các em đọc lại một lần nữa. 19. Bây giờ mời các em nhìn vào phía bên phải là số 20, người ta viết ở dạng số. Bên cạnh số 20, người ta vẽ 20 cái đĩa ném hay còn gọi là 20 cái đĩa bay bằng nhựa. Còn ở phía dưới, người ta viết số 20 ở dạng chữ. Số 20 trong tiếng Anh đọc là 20. Mời các em đọc lại. 20. Mời các em đọc lại một lần nữa. Nào bây giờ chúng ta hãy ôn lại số 19 và số 20. Số 19 đọc là 19. Số 20 đọc là 20. Bây giờ cô cho các em nghe toàn bộ. Khi người ta đọc số 19 xong, người ta sẽ đếm số cây dừa. Và sau đó người ta đọc số 20. Đọc số 20 xong, người ta sẽ đếm số lượng đĩa ném. Các em vừa nghe, vừa chỉ vào hình và đọc theo. Listening 74. Bài nghe số 74. Listen, point, and repeat. Nghe, chỉ vào hình và lặp lại. 19. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Seventeen, 18, 19, 20. Bây giờ chúng ta chuyển sang hoạt động viết. Các em dùng bút chì hoặc là bút mực. Các em đồ lên số 19 và số 20 ở trong hình. Đồ lên theo đường mũi tên và theo những nét chấm 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 mà người ta đã in sẵn. Các em hãy viết làm sao cho đúng và đẹp. Sau buổi học này, cô muốn các em viết đi viết lại số 19 và số 20 ở dạng chữ. Bởi vì viết ở dạng chữ thì khó và là quan trọng hơn. Bây giờ mời các em sang phần 2. Chỉ vào hình và hát. Cô sẽ cho các em nghe bài hát và các em vừa chỉ vào
những hình và các em vừa hát. Các em chỉ vào hình những cái cây, các em chỉ vào hình những cái đĩa ném ở trong phần 1 này, trong khi các em vừa nghe, vừa hát theo. Đây là nội dung bài hát của chúng ta. Nội dung bài hát thì khá dài. Trước khi cho các em nghe và hát theo, thì cô sẽ đọc từng câu trong bài hát và giải thích nghĩa tiếng Việt cho các em. Mời các em theo dõi. What do we want to do today? Chúng ta muốn làm gì hôm nay? Let's go to the park to play. Chúng ta hãy đi đến công viên để chơi. There are 19 goals and 19 slides. Có 19 cái khung thành và 19 cái cầu trượt. And 19 trees where we can hide. Và 19 cây nơi chúng ta có thể ẩn nấp. What do we want to do today? Chúng ta muốn làm gì hôm nay? Let's go to the park to play. Chúng ta hãy đi đến công viên để chơi. But how many frisbees can you see? Nhưng bạn có thể nhìn thấy bao nhiêu cái đĩa bay? Will you count them along with me? Bạn sẽ đếm chúng với tôi chứ? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. 19, 20, 20 frisbees. 19, 20, 20 cái đĩa bay. Mời các em nghe và hát theo. Listening 75. Bài nghe số 75. Point and sing. Chỉ vào hình và hát. What do we want to do today? Let's go to the park to play. There are 19 goals and 19 slides and 19 trees where we can hide. Do we want to do today? Let's go to the park to play. But how many frisbees can you see? Will you count them along with me? 20 frisbees. Vậy là chúng ta đã nghe xong bài hát. Mời các em sang hoạt động 3. Đếm và làm phép tính cộng. Sau đó viết. Mời các em quan sát bức tranh. Ở phía bên trái và phía bên phải đều có những quả bóng. Chúng ta hãy cùng đếm. Đầu tiên chúng ta đếm số quả bóng bên trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quả bóng. Và phía bên phải chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 quả bóng. Chúng ta cùng làm phép tính cộng. 10 cộng 9 thì bằng 19. 19. Chúng ta sang phép tính tiếp theo. Bức tranh này có những cái cầu trượt.
Ở phía bên trái có bao nhiêu cái cầu trượt? Chúng ta hãy cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Phía bên phải, chúng ta cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 12 cộng 8 là 20. 20. Let's talk. Chúng ta hãy nói. Bạn nữ này giơ một bức tranh lên. Bức tranh này vẽ cho chúng ta thấy những cái cây. Và bạn ấy đếm được 19 cái cây. Bạn ấy nói 19, nghĩa là 19. Các em cũng hãy làm tương tự như vậy bằng cách đếm các đồ vật ở xung quanh chúng ta. Chúng ta đã học số từ 1 đến 20 rồi, thì các em dễ dàng đếm được các đồ vật có số lượng từ 1 đến 20. Các em hãy luyện tập để thuộc cách đọc số từ 1 đến 20. Bây giờ mời các em dở sách bài tập trang 39. Bài tập 1, hãy tô và viết các số. Ở chỗ nào người ta cho những nét đường mũi tên và những nét chấm 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 thì các em chỉ cần đồ lên, tô lên bằng bút chì hoặc bút mực. Còn chỗ nào người ta chỉ cho dấu chấm tròn mà thôi thì các em phải tự viết sao cho đúng và đẹp. Bài tập 2, hãy viết các từ. Người ta cho các số là 19 và 20 ở dạng số. Bây giờ các em hãy viết ở dạng chữ để tạo thành từ chỉ số 19. Đó là từ 19 và từ chỉ số 20 đó là 20. Các em không những làm được bài tập này mà các em còn phải luyện tập viết các từ chỉ số 19 và từ chỉ số 20, tức là viết số 19 và số 20 ở dạng chữ. Bài tập 3, hãy viết các số còn thiếu. Người ta yêu cầu là dãy này phải gồm các số từ 1 cho đến 20. Tuy nhiên, người ta đang thiếu một số từ 1 đến 20. Những số nào còn thiếu thì các em hãy điền thêm vào. Sau khi điền thêm được, chúng ta có các số từ 1 đến 20 như sau. Mời các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bài tập 4, hãy tô màu các số 19 và 20. Các em có thể tô màu nào cũng được, nhưng đừng tô màu trắng nhé. Chúng ta chỉ được tô số 19, 19 và số 20, 20. Các em thân mến, tiết học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo của cô.